Ai nói tên lửa đâu, có đáp cái gì không? Tên lửa à? Ơ tên lửa mà, tên lửa mà, hai tên lửa rất hồng mà. Này ra bố cho này. Ông số 1 này thích. Ông số 1 cứ thích nhảy đấy nhỉ. Tôi chìm nhảy bóng Cái cây. con chó tên này, con chó mồng này. Tôi thấy 3 trận ông nhảy đấy không. Ba trận gì? Tên này nhảy con chó mồng nhảy Từ nhảy lúc tôi biết chơi game này nó đổi đổi tên map nào cũng ké, như tôi chỉ nhau nhảy mà. với nhau. Ngày trước có đổi Cái của map này Blomster đúng cơ. không? Chỗ này thôi. Gáy to. Gáy Ngày to trước thì là nó nhảy gáy, gáy cả to thì Blomster với Itbot nhưng mà bị đồng đội kêu là mày nhảy chán thế, nhảy được mỗi hai chỗ này thôi à. Thế là tôi quyết định là nhảy một chỗ thôi. Không nhảy hai nữa. Hết kêu. ba kêu nữa nghỉ nhảy luôn. Chơi đầu điển hả? Nó nhảy đấy giờ mà thuộc từng cánh cửa, từ từ miếng gỗ cửa luôn mới ghê chứ, Lợi khổ thiệt. thế, quá lợi thế luôn. Cậu Dũng ai? Đồ mà để mặc định cái nữa là rồi xong luôn, thuộc từng cái súng chỗ nào luôn. Bây giờ mà mang định súng nhở, là ta biết chỗ nào hết đấy, thuộc hết bản đồ luôn. Còn cái tay kia mà là chuyên ra bắn địch SS chủ má 286. Ai 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 cơ ai cơ? Cái tay mà tay kia bắn chuyên ra bắn SS. Thằng nhân á, nó không có súng nó phải bắn thế đấy, mà đã kẽ cài vã rồi. Không không không, cái tay kia cơ, cái tay mà tôi bắn cùng chuyên ra bắn SS mà À, bắn thế 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 thì giống thằng SS với súng gần. Tôm thôi. giống tôm nhỉ, thằng tôm mà cái hay. Địch mà nó táp, địch mà đúng là mình để với kích Nhưng mà nó táp tốt là bắn AKS hơi sướng đấy. Đam cũng đau.